Chào bạn nha. Hôm nay mỹ phẩm Trường An lại tiếp tục review cho các bạn cái kéo 5.5 này. Kéo có chỗ mình để tay này. Để tay nha anh em. Có thức mình để tay. Đấy. Đấy. Thì cái tay cong ra để cho mình để tay đó ra tiện nha, không trơn trượt đấy. Các bạn mua hàng thì nhớ để lại số điện thoại nhé. Nhân viên bên em sẽ gọi điện tư vấn cho các bạn nhé. Các bạn có thể để lại số điện thoại này, có thể là vào inbox cho shop hoặc là gọi điện vào Zalo của shop mình. Shop mình có để số điện thoại đấy nhé. Hoặc là mua trên các sàn, mình có để thêm link để mua các sàn như Sendor, Shopee, Lazada và Tiki nhé. Đều là tên ở trên ấy, toàn là mỹ phẩm Trường An các bạn nhé. Mình có bán ở shop, có bán ở trên các sàn đấy các bạn nhé.